Trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển, huyện Tiên Yên đang từng ngày đổi thay trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2030 đạt 16,7% một năm. Năm 2013, tổng giá trị sản xuất đạt trên 5.073 tỷ đồng, gấp trên 32 lần so với năm 1987 khi bước vào đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người toàn huyện năm 2023 đạt 76,92 triệu đồng một người một năm. Năm 2019, Tiên Yên là huyện dân tộc miền núi phía Bắc đầu tiên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, thị trấn Tiên Yên mở rộng hoạt động đô thị loại 4. Năm 2023, huyện Tiên Yên là một trong hai huyện đầu tiên trên toàn quốc vinh dự được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với đặc trưng thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc. Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp 70 năm ngày giải phóng Tiên Yên, nhân dân và cán bộ huyện Tiên Yên đã được nhận cờ thi đua của chính phủ. Sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật có chủ đề Tiên Yên, bản hùng ca khát vọng vươn xa, thể hiện khát vọng dựng xây Tiên Yên trở thành miền đất văn hóa đặc sắc, phát triển hiện đại và trở thành trung tâm văn hóa giàu bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc Quảng Ninh.